có rất nhiều kiểu câu khác nhau tùy theo việc phân chia của chúng ta. Nếu như mà các em phân chia câu theo cấu tạo thì các em sẽ có câu đơn, câu ghép, câu rút gọn, câu đặc biệt. Và các kiểu câu này các em đã được học ở lớp 6, lớp 7 và học kỳ 1 của lớp 8. Và chúng ta nếu như phân chia kiểu câu theo mục đích nói thì chúng ta lại có câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật. Và các kiểu câu này thì các em đã được học ở học kỳ 2 của lớp 8. Ngoài ra, câu còn được phân loại theo những cách khác nữa như là câu khẳng định, câu phủ định. Vậy thì thế nào là câu phủ định? Thì trong bài học ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu về đặc điểm và chức năng của câu phủ định. Các em cùng ghi bài. Một la mã, đặc điểm hình thức và chức năng. Các em cùng quan sát vào ví dụ trong sách giáo khoa. Trang 52. Cô có 4 ví dụ. Ví dụ A, Nam đi Huế. Ví dụ B, Nam không đi Huế. Ví dụ C, Nam chẳng đi Huế. Và ví dụ D, Nam chưa đi Huế. Các em cùng quan sát vào các ví dụ A, B, C, D. Và các em cho biết câu B, C, D có đặc điểm hình thức gì khác so với câu A? Câu B, C, D có đặc điểm hình thức gì khác so với câu A? Cô mời bạn Sinh nào. Em cô là câu B, C, D. Các câu A ở điểm là câu B, C, D là mang ý nghĩa phủ định và câu A mang ý nghĩa khẳng định ạ. Rồi. Cô mời bạn Nam Khánh nào. Em nói cô là câu B, câu C, câu D có những từ ngữ phủ định ạ. À, cảm ơn em. Các em thấy được là bạn Khánh đã trả lời rất là chính xác. Ở câu B, C, D khác với câu A, đấy chính là về hình thức đấy. Thì ở các câu này có chứa những từ ngữ phủ định không, chẳng, chưa. Vậy các câu B, C, D có gì khác so với câu A về chức năng? Các câu B, C, D có gì khác so với câu A về chức năng? Cô mời bạn Bích nào. Cô là khác về chức năng là câu A là câu khẳng định, còn câu B, C, D là câu phủ định ạ. Bạn Bích hiểu nhưng mà diễn đạt chưa được rõ ràng. Các em thấy được là ở câu A, chức năng của nó là thông báo có sự việc Nam đi Huế và nó khẳng định rằng sự việc này đã diễn ra, có xảy ra. Còn ở các câu B, C, D thì chúng ta thấy được là thông báo xác định không có sự việc Nam đi Huế. Như vậy, các câu B, C, D chúng ta thấy là đều có một điểm chung, có chứa những từ ngữ phủ định và thông báo xác nhận không có sự việc. Và các câu B, C, D người ta gọi đó là câu phủ định. Các em tiếp tục theo dõi ví dụ sau.
Cô giáo có 3 ví dụ. 1. Nam không phải là em tôi. 2. Nam đi Huế không phải bằng tàu hỏa. 3. Nam làm việc đó không sai. Các em hãy cho biết trong các ví dụ 1, 2, 3 đã thông báo xác nhận điều gì? Cô mời bạn Hùng. Hùng trả lời cho cô nào. Hùng bật mic lên đi em. Em cô là câu thứ nhất là thông báo là sự việc là Nam không phải là em của người nói ạ. Tiếp nào. Còn câu thứ hai là thông báo sự việc là Nam đi Huế không phải bằng tàu hỏa, mà câu thứ ba là thông báo là sự việc là Nam làm việc đó là không sai ạ. Cô cảm ơn. Các em đã nghe rõ câu trả lời của bạn Hùng. Và bây giờ cô giáo muốn các em cùng nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời bạn Nguyễn Thị Lương. Cô bạn trả lời đúng rồi ạ. Bạn Lương đồng ý với ý kiến của bạn Hùng. Cô mời bạn Nguyễn Phương Linh có ý kiến gì không? Em với cô là không ạ. Rồi. Các em thấy được rằng ở câu 1, Nam không phải là em tôi. Như vậy chúng ta thấy được rằng ở câu này thông báo xác nhận cho chúng ta một điều, đó là tôi và Nam không có quan hệ. Không có quan hệ ruột thịt. Ở câu thứ 2, Nam đi Huế không phải bằng tàu hỏa. Thì các em thấy được ở câu này thông báo xác nhận với chúng ta một điều, đó là không có sự vật. Ở câu thứ 3, Nam làm việc đó không sai. Chúng ta thấy được là xác nhận với chúng ta không có tính chất. Như vậy, câu phủ định ngoài việc xác nhận thông báo với chúng ta không có sự việc, thì câu phủ định còn thông báo xác nhận với chúng ta là không có quan hệ, không có sự vật, không có tính chất nào đó. Như vậy từ việc tìm hiểu ví dụ 1 trong sách giáo khoa trang 52 kết hợp với 3 ví dụ ngoài sách giáo khoa cô đã đưa cho các em, thì chúng ta thấy được đặc điểm chức năng của câu nghi vấn. Đó là câu nghi vấn được dùng để thông báo xác nhận không có sự vật, sự việc, quan hệ, tính chất nào đó. Vậy ngoài cái chức năng này thì câu nghi vấn còn được dùng để làm gì nữa? Các em cùng theo dõi ví dụ 2 sách giáo khoa trang 52. Các em cùng theo dõi. Đây là một đoạn trích trong văn bản Thầy Bói Xem Voi. Cô mời bạn Hiền Lương đọc giúp cô đoạn trích. Con voi đọc, thầy sờ voi bảo tưởng con voi như thế nào. Thầy sờ voi bảo, em đọc lại. Thầy sờ voi bảo tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo không phải, nó trần trẫn như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo đâu có, nó bè bè như cái quạt thóc. Thầy bói xem voi ạ. Các em hãy tìm cho cô trong đoạn trích này những câu văn là câu phủ định. Tìm cho cô trong đoạn trích những câu văn là câu phủ định. Cô mời bạn Thủy. Em thưa cô là không phải và đâu có là câu phủ định ạ. À, khi em tìm câu văn, em chú ý là đọc hết cả câu giúp cô nhé. Rõ chưa? Các em thấy được, bạn đã tìm rất chính xác. Không phải, nó trần trẫn như cái đòn càn. Và câu thứ hai, đó là câu đâu có. Chúng ta khẳng định đây là câu phủ định bởi vì trong câu văn này có chứa từ ngữ phủ định không phải, đâu có. Vậy theo các em, nhưng ông thầy bói sử dụng những câu phủ định này để làm gì? Cô mời bạn Phương Thảo. À, mic chỗ bạn Phương Thảo rất là bé, cô không nghe thấy được nhé. Em cố gắng là bật mic to lên. Nào, cô tiếp tục. Cô mời bạn Phạm Thảo. Em thưa cô là mấy ông thầy đồ xem voi dùng những câu có từ ngữ phủ định để phản bác, để phản bác một ý kiến nhận định của người đối thoại ạ. À rồi, cô cảm ơn. Các em thấy được rằng bạn trả lời đã rất là chính xác. Các ông thầy bói xem voi dùng những câu phủ định này để phản bác lại, để bác bỏ cái quan điểm của người đối thoại. Ví dụ, thầy sờ ngà bảo không phải, nó chẩn chẫn như cái đòn càn. Như vậy, trong câu văn này của thầy sờ ngà đã phản bác, đã bác bỏ quan điểm của thầy sờ vòi cho rằng con voi sum sum như con đỉa. Hay các em thấy được là thầy sờ tai bảo đâu có. Vậy câu văn đâu có của thầy sờ tai đã phản bác quan điểm của thầy sờ vòi và thầy sờ ngà. Như vậy, từ việc phân tích tìm hiểu ở ví dụ 2, các em thấy được rằng câu phủ định còn có chức năng phản bác, bác bỏ một quan điểm của người đối thoại. Ngoài ví dụ sách giáo khoa, các em cùng theo dõi. Từ việc phân tích ví dụ 1 và ví dụ 2, chúng ta thấy được rằng câu phủ định là câu có chứa những từ ngữ phủ định không, chưa, chẳng, không phải, đâu có. Chức năng của câu phủ định là dùng để thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, không có tính chất quan hệ nào đó. Ngoài ra, câu phủ định còn được dùng để bác bỏ một ý kiến, một nhận định. Vậy thì khi câu phủ định dùng để thông báo xác nhận không có sự vật sự việc nào đó, người ta gọi đó là câu phủ định miêu tả. Còn khi câu phủ định dùng để bác bỏ một ý kiến hay một nhận định nào đó, người ta gọi đó là phủ định bác bỏ. Từ việc phân tích tìm hiểu, một bạn nhắc lại cho cô, câu phủ định có chức năng gì? Cô mời bạn Đỗ Đặng Trung Thành. Em nói cô à, câu phủ định có thông báo xác nhận không có sự việc
câu phủ định miêu tả và bác bỏ ý kiến một nhận định là phủ định bác bỏ. À rồi, cô cảm ơn em. Có mấy kiểu câu phủ định? Cô mời Hiền Lương. Con cô là có 2 ạ. Liệt kê nào em. Cô làm câu có phủ định miêu tả và câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ ạ. À đúng rồi. Như vậy các em thấy được là có 2 kiểu câu phủ định miêu tả và phủ định bác bỏ. Khi nào thì đó là phủ định miêu tả, còn khi nào thì là phủ định bác bỏ. Cô mời Phương Linh. Hello cô, phủ định miêu tả là khi thông báo xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất quan hệ nào đó. Còn phủ định bác bỏ là phản bác một ý kiến, một nhận định. Rồi, cô cảm ơn em. Các em hãy quan sát, cô có ví dụ sau. Bạn ấy không giỏi toán. Cùng là một câu văn, bạn ấy không giỏi toán. Cô giáo có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, bạn A hỏi bạn B. Bạn A nói rằng Thu có giỏi toán không? Bạn B trả lời bạn ấy không giỏi toán. Trường hợp thứ hai là trường hợp bạn C nói chuyện với bạn D. Bạn C nói rằng Thu rất giỏi toán. Nhưng bạn D lại nói rằng bạn ấy không giỏi toán. Trong 2 trường hợp này, theo các em, trường hợp nào là phủ định miêu tả? Trường hợp nào là phủ định bác bỏ? Vì sao? Cô mời bạn Khôi nào. Em cô bác bỏ là bạn ấy không giỏi toán ạ. Cô bạn Khôi ngồi học tập trung hơn nhá. Cô thấy Khôi chưa tập trung lắm đâu. Cô mời bạn Mai nào. Bạn Mai bật mic lên đi em ơi. Cô, em nói cô câu bác bỏ là Thu rất giỏi toán và bạn ấy không giỏi toán. Còn câu miêu tả là Thu có giỏi toán không và bạn ấy không giỏi toán. Đây là phủ định gì em? Rồi, như vậy là bạn, một số bạn là cô giáo kiểm tra là cô giáo thấy là các bạn chưa tập trung lắm đâu nhá. Các em thấy ở trong 2 trường hợp này thì đâu là trường hợp nào là phủ định miêu tả, trường hợp nào là phủ định bác bỏ? Ở trường hợp thứ nhất thì nó là phủ định miêu tả bởi vì nó thông báo với chúng ta, xác nhận với chúng ta một sự việc,
Đúng không ạ? Là bạn Thu không giỏi toán. Còn ở trường hợp thứ hai là phủ định bác bỏ, bởi nó bác bỏ quan điểm đưa ra trước đó của người đối thoại. Bạn C nói rằng Thu rất giỏi toán, nhưng ngay sau đó bạn D đã phản bác quan điểm đó, bạn ấy không giỏi toán. Như vậy, từ việc tìm hiểu ví dụ này, các em thấy được rằng để phân biệt kiểu câu phủ định thì chúng ta cần căn cứ vào đặc điểm chức năng và tình huống giao tiếp. Các em ghi lưu ý này vào trong vở của mình. Để phân biệt kiểu câu phủ định, ta cần phải căn cứ vào đặc điểm chức năng và tình huống giao tiếp. Phương Dung và hai bạn học bài nhé. Bạn Phương Dung và bạn Phương Anh đấy. Các em cùng theo dõi lên trên bảng. Cô có các ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất, chấm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đổi. Theo các em, đây có phải là câu phủ định không? Vì sao? Cô mời bạn An. Cô này là câu khẳng định ạ. Vì sao em nhỉ? Cô, bởi vì có hai lần phủ định ạ. À, nó có chứa từ ngữ phủ định. Đó là từ nào em? Không thể là từ không ạ. Rồi. À, chúng ta thấy được rằng bạn trả lời rất chính xác. Đây là câu phủ định. Bởi chúng ta thấy là có chứa từ ngữ phủ định. Đúng không? Và từ ngữ phủ định thứ nhất kết hợp với một từ ngữ phủ định thứ hai trong cùng một câu văn, thì câu văn này nó không phải là phủ định, miêu tả hay bác bỏ, mà nó lại mang ý nghĩa khẳng định. Vậy đây chính là một cái điều mà các em cần lưu ý cho cô giáo. Khi các em gặp một câu văn mà có chứa hai từ ngữ phủ định trong cùng một câu văn thì nó mang ý nghĩa khẳng định. Và câu tương tự đấy chính là chấm rất đau xót về việc đó nên phải rời đuổi. Câu tương tự đó là chấm rất đau xót về việc đó nên phải rời đuổi. Cô có ví dụ 2. Câu chuyện ấy ai chẳng biết. Đây có phải là câu phủ định không? Vì sao? Cô mời bạn Nguyễn Phương Linh. Em cô là không ạ. Vì sao hả em? Em cô là vì không có từ ngữ phủ định ạ. À, cảm ơn em. Bạn Mai đưa ra quan điểm của mình. Em như cô là câu chuyện, em cô không phải câu để câu để câu chuyện ấy ai chẳng biết.
Bạn Mai cũng đưa ra là không phải câu phủ định. Cô mời một ý kiến của một bạn tiếp theo. Cô mời bạn Sinh. Em cô, câu này là câu phủ định ạ. Theo bạn vì sao bạn khẳng định rằng đây là câu phủ định? Em cô vì nó có từ ngữ phủ định là từ chẳng ạ. À, như vậy bạn Mai và bạn Phương Linh, các bạn chú ý cho cô. Đây là câu phủ định bởi nó có chứa từ ngữ phủ định, đó là từ chẳng. Và các em lưu ý cho cô, khi một từ ngữ phủ định kết hợp với một từ ngữ nghi vấn ở phía trước nó, thì câu phủ định ấy cũng mang ý nghĩa khẳng định. Vậy thì câu chuyện ấy ai chẳng biết, chúng ta biến đổi một thành một câu văn có ý nghĩa khẳng định. Đấy chính là câu chuyện ấy ai cũng biết. Như vậy, từ việc phân tích các ví dụ 1, 2, các em lưu ý cho cô. Khi một từ ngữ phủ định kết hợp với một từ ngữ phủ định, hoặc khi một từ ngữ phủ định kết hợp với một từ ngữ nghi vấn, thì ý nghĩa của nó, của câu phủ định đó là khẳng định. Như vậy, chúng ta cùng đi đến kết luận về đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Một bạn đọc ghi nhớ sách giáo khoa trang 53. Cô mời bạn Doanh. Em cô là câu phủ định là câu có từ ngữ phủ định như không, chưa, chăng, chẳng, chả, không phải, chẳng phải, đâu, vân vân. Câu phủ định dùng để thông báo, xác nhận không có sự việc, không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó, phản bác một ý kiến, một nhận định. Câu rồi. Phủ định bác bỏ ạ. Rồi, khi em đọc em chú ý đọc đầy đủ cho cô nhá. Thế bạn cho cô giáo biết xem đặc điểm hình thức của câu phủ định là gì. Cô mời bạn An. Cô, đặc điểm của câu phủ định là có những từ ngữ phủ định như không, chưa, chẳng. À, rồi xác định xem câu này có phải là câu phủ định hay không, chúng ta phải căn cứ vào đặc điểm hình thức xem nó có chứa từ ngữ phủ định hay không. Và nếu nó có những từ ngữ phủ định như là không, chưa, chẳng, chả, không phải là, chẳng phải là, đâu có, thì đấy chính là câu phủ định. Thế câu phủ định có chức năng gì? Cô mời bạn Nguyễn Thị Lương. Câu phủ định có chức năng phản bác một ý kiến, một nhận định và thông báo, xác nhận có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó không ạ? À, rồi cô cảm ơn. Như vậy chúng ta thấy được là ngoài hai cái chức năng này thì trong bài học cô giáo còn hướng dẫn với các em một chức năng nào nữa nhỉ của câu phủ định? Lương, Nguyễn Thị Lương trả lời tiếp nào. Theo cô là em có là để dùng để làm gì nữa nhỉ? Câu chuyện đó ai chẳng biết, hay là chấm dứt đau xót về việc đó không thể không rời đổi. Em vừa tìm hiểu những thứ đấy rồi. Cái câu chuyện này được dùng để làm gì? Để phân tích. Nó được dùng để khẳng định nhá. Có mấy kiểu câu phủ định? Cô mời bạn Bích. Cô là có hai kiểu câu phủ định ạ.
là câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ ạ. Rồi. Bài tập phần luyện tập. Các em sẽ làm bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 53 và 54. Nội dung bài học trong tiết học ngày hôm nay, cô giáo đã hướng dẫn với các em về lý thuyết, đặc điểm hình thức và chức năng. Các em sẽ vận dụng lý thuyết này để làm bài tập phần luyện tập. Và cô giáo sẽ quay trở lại với các em phần bài tập luyện tập trong một buổi gần đây. Và cô lưu ý với tất cả các em, các bài tập các em cần phải muốn làm tốt được bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa thì các em cần phải nắm chắc cho cô phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 53. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em sẽ làm bài tập đầy đủ và giờ sau chúng ta sẽ học tiếp. Chào tất cả các em.